Anh chăn bò show y tiết đổi đời sau một đêm, show 30 triệu vẫn chưa nhận lời, lên kế hoạch đi Mỹ trong tương lai. Tình hình là đi Mỹ mọi người nha. Một số fan nước ngoài thì cũng bảo mình là bạn ơi, bạn có thể qua Mỹ được không? Khi nào bạn qua Mỹ thì mình mới kêu ok để tính xem nào. Chàng trai chăn bò show y tiết đã từng đăng tải đoạn video chia sẻ về dự định sang Mỹ để giao lưu cùng người hâm mộ. Anh cho biết, dù nhận được khá nhiều lời mời từ fan nước ngoài, tuy nhiên, anh đang lăn tăn vài vấn đề nên chưa thể xuất ngoại. Cụ thể, show y tiết biết bay qua Mỹ mất 12 giờ đồng hồ, trong khi anh thường xuyên bị chóng mặt nên sợ ngất xỉu khi đi máy bay. Bên cạnh đó, anh cũng chưa rõ khi gặp người hâm mộ sẽ trò chuyện với họ như thế nào, nhất là khi các bạn Mỹ rất đô con, trong khi anh chỉ cao vỏn vẹn 1m50. Cũng qua đây, anh mong đợi mọi người cho ý kiến về việc ứng xử với fan bên đó ra sao cho hợp lý. Một lý do khác khiến anh chàng này chần chừ là anh còn nuôi hai chú cún, nếu xuất ngoại sẽ không có ai chăm sóc, không biết có cách nào đưa hai con chó lên máy bay được không. Tôi thấy một số người bạn của tôi cho cún con sang nước ngoài được, tôi sẽ thử tìm cách. Joey Tiết cho biết, nếu giải quyết được vấn đề này, rất có thể anh sẽ suy nghĩ lại. Ở phần bình luận, nhiều netizen gửi lời chúc mừng Joey Tiết đã có bước tiến mới trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, không ít người cũng động viên anh chàng sang Mỹ, chỉ cần nhờ người thân chăm sóc cún cưng là được. Họ cho rằng đây có thể là trải nghiệm đáng nhớ, giúp anh mở mang kiến thức, vậy nên rất đáng để thử một lần. Joey Tiết bất ngờ trở thành hiện tượng mạng từ năm 2020. Thời điểm đó, anh liên tục sản xuất các video với nội dung đơn giản nhưng thú vị, chủ yếu là ngồi hát rap hoặc đọc bảng chữ cái bằng tiếng Anh. Trong những video của chàng trai quê Bình Định, hình ảnh vùng nông thôn Việt Nam hiện lên khá sinh động, nhiều màu sắc với cảnh làm đồ ăn dân dã, chăn bò, hái lá bên suối, vân vân. Đối với một số người, đây chính là điểm nhấn giúp các bài đăng của Show Y Tiết trở nên khác biệt so với nhiều YouTuber hiện nay. Ngoài Việt Nam, tên tuổi của Show Y Tiết còn được nhiều người khắp thế giới biết đến khi đoạn video của anh được một loạt nghệ sĩ quốc tế chia sẻ lại. Cũng từ đây, anh có thêm nhiều fan, bạn bè ở trong và ngoài nước. Trước đó, vào cuối năm 2020, chàng trai chân phương này còn được một vài nhãn hàng thu âm nhỏ tại Mỹ gửi lời mời hợp tác, hy vọng anh có thể tạm xa Việt Nam ít ngày để đến Mỹ làm việc. Tuy nhiên, do không biết cách mua vé và làm thủ tục xuất ngoại, nên show Y Tiết đành bỏ lỡ. Không chỉ có hãng thu âm, nhiều đơn vị tổ chức show giải trí ở nước bạn cũng mời anh tham gia. Phía nhà sản xuất hứa hẹn sẽ lo cho anh mọi vấn đề, từ chi phí đi nước ngoài đến mua vé, nhưng anh cũng từ chối. Từng chia sẻ trên trang cá nhân, anh cho biết, sau khi nổi tiếng, cuộc sống của mình đã thay đổi hoàn toàn. Năm 2020, anh nhận lời mời biểu diễn ở nhiều sự kiện nhỏ, đem về mức cát xê từ 1,5 đến 2 triệu đồng đem diễn. Sau khi gom được khoảng 35 triệu đồng, anh bắt đầu xây sửa nhà vệ sinh cho gia đình. Thậm chí, có show mời anh với mức cát xê lên đến 30 triệu đồng, nhưng anh cho rằng chương trình đó không hợp gu. Nếu đó là những game show thì tôi sẽ không nhận lời. Còn là chương trình thực tế, đi vào phản ánh đời sống chân thực của tôi, thì tôi đồng ý, anh tiết lộ. Sau một thời gian nổi tiếng, Show Y Tiết vẫn giữ nguyên tính cách giản dị, thật thà, chất phác của mình. Có thể thấy, hiện chàng trai quê Bình Định đã cởi mở hơn khi đề cập đến vấn đề đi Mỹ. Hy vọng anh chàng sẽ cân nhắc thật kỹ và sớm có quyết định phù hợp với bản thân. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày, thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Yeah.